Chào mừng các bạn đến với khóa lập trình Android tại trung tâm đào tạo thuật ngữ phạm. Ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện một game mini là cuộc đua kỳ thú. Thì phần trước mình đã demo cho các bạn xem về cái giao diện cũng như cách mình làm ha, có hướng dẫn các bạn qua để các bạn tự làm trước. Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cho hoàn thiện cái ứng dụng này ha. Thì đầu tiên các bạn cũng tìm những cái hình. Thì hôm trước nó là hình ảnh á, nhiều hình con vật, hình background hoặc những cái logo gì đó, cái nút bạn hãy tự tìm ha, internet rất là nhiều. Do đó phần này mình sẽ không cung cấp cho các bạn. Bạn hãy tự tìm theo sự sáng tạo của mỗi người ha. Đầu tiên mình sẽ tạo roset, rồi mình lấy cái hình có sẵn mình đưa vào roset trước tiên ha, mình sẽ thiết kế layout. Sau khi tạo roset xong thì mình sẽ copy những cái file hình vào ha. Đây mình có 6 file. Copy vào trong resort thứ một robot, mình có cái phần logo rồi background và hình mấy con vật và button play. Thì đầu tiên mình sẽ sử dụng lại là cái phần layout của Redshift layout ha, bây giờ mình gọi cho nó nhanh. Redshift layout chiều cao max parent chiều ngang tiếp theo mình sẽ thiết kế layout cho nó. Mà nói layout chủ yếu mình là để cho nó chiều ngang, nó sẽ xoay cái hướng nằm ngang ha, để cho nó dễ thiết kế. Mình sẽ thiết kế theo cái hình demo của mình hôm trước, ví dụ là những cái nào quan trọng thiết kế trước nha. Chủ yếu cho mình là có ba cái sheet bar nè để trước cái hình vào và ba cái checkbox, nhiều cái logo ở trên hoặc là cái text, như khi nào làm xong chức năng thì sẽ thiết kế thêm. Đây đầu tiên mình cho ba cái checkbox nằm ở trên đây và ba cái sheet 3 kế bên, nhớ là vẫn là cái sheet 3 nha các bạn, ba cái checkbox. Checkbox thì mình để cho nó là wrap content thôi và đặt ID ha. Đặt ID ví dụ mình theo phân biệt cái con 1, 2, 3 thì mình đặt cho nó ID là checkbox 1. Rồi tương tự mình để thêm copy ra 3 cái checkbox. Rồi check 2 và check 3. 1, 2, 3. Giờ mình sẽ set lại vị trí cho nó. 1, 2, 3 thì cái con số 3 nó sẽ nằm ở phía dưới cái màn hình của mình ha. Thì trong Redshift layout cho nó ở dưới, canh cạnh dưới cái màn hình. Thì align parent bottom cho là true. Rồi, nó nằm ở dưới được. Mình phóng to lên đây ha, để mình xem phần này thôi. Đấy, nó nằm góc dưới bên đây. Rồi tiếp theo, mình muốn cái checkbox này nó nằm ở phía trên. Phía trên thì mình để below cái checkbox 3. Và cuối cùng này nó sẽ nằm trên. À xin lỗi ha. Mình below nằm ở dưới rồi, mình nó là above. Đây above nằm ở trên. Tương tự này cũng vậy, above check true. À, ba cái checkbox nằm như đây. Và do mình để nó nằm trên á thì mình sẽ khéo ngược lại ha, để khi mà nó build layout á nó sẽ không thấy được cái checkbox đầu tiên của mình á. Mình sẽ lấy ngược lại 3 rồi 2 và 1. Đấy, cách là rồi vẫn giữ như vậy ha, để là 3 2 1. Rồi tiếp theo là mình cho ba cái sheet 3. Sheet 3 cũng vậy nha các bạn, mình sẽ khai báo cái sheet 3 để là max parent. Đấy, mà max parent bây giờ nó phải nằm bên, nằm ngang kế bên à, sát bên cái checkbox của mình, và cũng phải cho nó khớp để khi mình check cho nó đúng cái checkbox này với cái sheet 3 cái con kế bên. Thì mình cũng đặt cho nó là 1, 2, 3.
tương ứng. Bây giờ tương tự mình sẽ nằm cho con thứ ba trước ha, đó là 63 ID nữa đi ha. 63 tree. Và cho nó nằm bên phải cái checkbox của mình thì try up cái check tree. Rồi và nằm ở dưới cùng là ở dưới cái màn hình của mình luôn. Align bottom row. À, chiều cao mình để là prop container để max parent. Đây thì nó nằm dưới đây. Rồi tương tự hai cái sheet 3 còn lại. Chiều ngang và max parent, chiều cao là prop content. Và giờ nó ở trên cái checkbox của số 3 thì apple ở trên sheet 3 tree. Và cũng nằm bên phải. Thì hiện tại nó là bên phải hàng số 2 ha. Checkbox true. Đấy, nó tương tự ha. Và mình qua cái sheet 3, thứ 3 cuối cùng. Chiều ngang, max, chiều cao, grab. Và nó nằm ở trên thằng 2, above. Phía trên ha. Sheet 3. À, thằng 2 mình chưa đặt ID nữa nè. Mình lên đặt lại. Sheet 3 true. Giờ này nằm trên cái sheet 3 true đó. Và nằm bên phải. Bên phải cái thằng checkbox 1. Đấy. Thì khi thấy ba cái sheet 3 này, nó nằm sát với nhau. Mình cứ lên lên mình xem trước coi nó ra cái phần layout nó chính xác chưa. Rồi mình canh mình chỉnh lại khoảng cách cũng như hình dạng lại. Đây là mình xem có ba cái checkbox ba này kéo qua đó là lên máy ảo nó sẽ khác so với review cũng khá nhiều nha. Để mình check tương với nó. Bây giờ mình sẽ đổi mấy cái chiếc ba nè, mấy cái icon nó thành những cái hình của mình đưa vào rồi tính sum hôm trước mình sẽ đổi vào ha. Rồi cái này đang là chỉ đặt ID, ID cuối cùng của nó là số 1. Sheet 3 1. Rồi bây giờ mình đưa hình vào thuộc tính hình trong thumb. Thumb của mình a cộng robo. Tìm mấy cái file nãy mình đưa vào mấy con vật đó ha. Đây robo. Rồi như con thứ nhất. Lên đây con thứ hai. Thumb a cộng robo. Rồi con thứ ba, thum. Rồi ba con. Nhưng mình thấy có được ba con rồi. Do cái hình mình đưa vào á, bắt đầu mình thấy nó bị chèn lên nhau. Ba cái checkbox bị rớt ở dưới. Đó bắt đầu mình sẽ canh chỉnh tỷ lệ lại. Mình cứ chạy lên xem coi nó bị vỡ tới mức độ nào. Đây là như vậy. Đây là nó ba cái checkbox á, mình lại ba cái checkbox thì nó vẫn đội lên được, nó có khoảng cách. Nhưng cái checkbox nó sẽ bị rớt lại ở đây. Giờ mình sẽ chỉnh lại cái phần tỷ lệ cho nó. À, mình sẵn đang chỉnh thì mình thêm background luôn ha, cho chút dễ hình dung luôn. Mình gắn thêm cái background. Rồi, cái background. Tiếp theo là đầu tiên mình nâng mấy cái checkbox này lên. Click vào từng cái, bạn click vào nó chạy đến cái view của checkbox này nè. Để kiểm soát cho chính xác, hơi nhiều view thì bạn cẩn thận ha. Thì trước đây là mình muốn cho nó cách xung quanh ra một chút thì cho nó cách ở dưới đi ha, margin bottom nè. Mình để cho nó 10 dB, nhích lên. Rồi cái tiếp theo để em xem bên trái nó cần không ha. Rồi margin left đi, mình cho cách nhẹ qua 5 dB. Tiếp theo là cái sheet 3 của nó. Đây mình click vào ha để nó nhảy tới cái sheet 3 này nè. Coi nó chọn màu xanh đúng không nha. Mình cũng cách ở dưới margin bottom 10 dB. Có khoảng cách lên. Rồi mình run trước mình xem coi cách lên 10 dB đủ chưa. Cái phần này thì bạn phải mất thời gian thiết kế cho nên tỉ mỉ thì muốn nó đẹp.
AI là như thế này. Nếu như vậy thì nó cũng được rồi, nhưng cái checkbox này nó vẫn còn nằm ở dưới, thì checkbox mình hãy nâng lên là mặt zin đây này, khoảng 20 dB nha. Kiểm tra lại. Đấy, nó hợp lý nha, làm ăn canh làm sao cho cái checkbox á và cái đường giữa của cái ship bar nó nằm giữa ngang với nha, ngang hàng ha. Rồi tương tự thì bạn chỉnh cái checkbox thứ hai với hàng ship bar thứ hai và một với một cho nó ngang hàng như vậy. Và chú ý cho nó đúng nha. Rồi, checkbox thứ hai. Và thống nhất mình cách bên trái của nó là 5 dB những cái ship bar. Và hàng này cũng vậy, margin top bottom là cách ở dưới đẩy lên khoảng 15 đi. Lên giữa 15. À, lên 20. Rồi, ship bar này mình có thể nâng lên cho cũng margin bottom khoảng 10 dB. À, 5 thôi. Cho canh giữa giữa nha. Mình cũng rành lại. Đã nhận rồi này, nằm ngay giữa như vậy. Hãy tương tự, mình làm nó con số 1. Checkbox, click vào. Nhớ kiểm soát cho nó đúng. Mình cũng cách lệ trái, margin left 5 dB. Và cách ở dưới là margin bottom, giờ này là 20. Và ship bar này sẽ nâng lên tí xíu, margin bottom phải là 10 dB. À, nó hơi nhiều đấy. Rồi để 5, cứ nhích từ từ lên. Rồi bạn xếp ba con mà nó ngang hàng nhau để cho nó nhìn coi nó có đụng nhau không ha. Rồi cái checkbox với cái sheet 3 để cho nó ngang hàng thế này. Rồi cái đó thì bạn làm ha, cái phần này là layout. Thì phần phía trên của mình là mình có cái hình. Sẵn thì mình sẽ đưa vào cái hình đó luôn ha. Nói thêm cái hình. Cái vào cái view thôi. Đây là prep content. Gán cái sụp mình vào. Là cái hình mình tìm. Đây cái hình này. Rồi thấy do cái hình này nó rất là to, mình sẽ resize nó lại nhỏ nhỏ thôi, 150 dB chiều cao. Rồi chiều cao thu gọn chút đi, 120 thôi. Và mình thấy nó sẽ cho nằm giữa để nó đẹp hơn ha. Thì nằm giữa trong Redshift layout, gọi center horizontal là true để nó chạy ra giữa. Rồi còn con số 100 điểm của mình ở trên chỉ là một cái text view. Prep content cái test như mình đặt cho nó số 100 đấy, và cho nó to một tí ha, test size 50 SP. Ok, test style cho nó đậm một tí, một cái màu text color, và nó cắt xung quanh ha, mình cho margin cắt xung quanh ví dụ 10 dB. Rồi ok, mình ra làm xem lần cuối ha, phần layout. Đó, ok, cái layout của mình thì hiện tại nó dạy như thế này ha. Giờ ở video clip này mình chỉ hướng dẫn các bạn chuẩn bị xong phần layout. Giờ ở phần sau bắt đầu mình sẽ vào. Thì các phần bạn nhớ chú ý ha, canh cho nó tỷ lệ cho nó chính xác và ID của từng cái checkbox với cái sheet 3 ngang hàng nhau cho nó chính xác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.